Shangri-La là vùng đất thiên đường mà mình luôn muốn đặt chân đến. Đây vốn là tên một địa điểm hư cấu trong tiểu thuyết Lost Horizon, Chân trời đã mất của nhà văn Anh James Hilton. Cuốn tiểu thuyết mô tả Shangri-La là một thung lũng huyền thoại dẫn đến từ một tu viện Lạt Ma giáo nằm ở phía tây cuối dãy Côn Lôn. Đây là thiên đường chốn trần gian, vùng đất hạnh phúc vĩnh viễn, biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi mà người ta đặt tình yêu và hạnh phúc của con người lên trên tất thảy. Năm 2001, huyện Trung Điện, tỉnh Vân Nam được đổi tên thành Shangri-La, Siang Cửa Lỉ La, phiên âm Hán Việt là Hương Cách Lý Lạp vì những điểm tương đồng với vùng đất được miêu tả trong tiểu thuyết của James Hilton. Shangri-La là giấc mơ ấm áp vỗ về con người giữa cuộc đời mỏi mệt. Hãy đến đây một lần để chìm đắm trong vẻ đẹp thiên đường trước khi chân trời biến mất nhé!